Nhiệm vụ này anh chỉ tin tưởng và giao cho chú. Chú đánh vằn mặt nó giùm anh. Còn nếu như nó chống cự thì chú khử nó luôn đi. Đêm nay là đêm anh em chúng ta sẽ lên tiếng. Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Đi đi. Con, đúng là con ruột của ba. Ông lầm rồi. Tôi chỉ là bạn rất thân của con gái ông thôi. Con gái của ông đã chết từ lâu rồi. Không lẽ ngay chính cả bản thân anh mà lão ta cũng nghi ngờ sao? Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Hình như lão có quan hệ bí mật với một người nào đó mà chính tôi cũng chưa biết. Tôi đã cấm bất kỳ ai cũng không được phép theo dõi tôi. Tại sao anh vẫn còn làm như vậy? Ông chủ sai anh có phải không? Mấy ngày hôm nay em lên mạng tìm kiếm cách mở khóa mới, cuối cùng cũng chưa được nữa. Rồi sẽ có ngày anh em mình sẽ bắt nó mở miệng. Của em bị sao vậy? Khai thật đi. Tối hôm qua em chạy xe bất cẩn nên tông vào hàng rào của người ta nên mới bị như vậy nè. Hàng rào nào mà chạy ngay cái cổ? Có tin thiệt á. Lão tài lì này cũng ác thật. Giao cho mình nhiệm vụ khó khăn này. Thôi kệ, nhân tiện dằn mặt cô ta, để cô ta trở về Mỹ luôn. Anh Lâm sẽ bớt một kẻ cản trở. Hùng à, mau chịu trói đi. Nếu ông chịu trả chiếc vali cho tôi sẽ xin cho ông khỏi phải chết. Vậy thì ngược lại đi. Nếu cô đừng tha tôi nữa, tôi sẽ tha cho cô về Mỹ. Giọng nói này không phải là của bóng ma thật. Chẳng lẽ nó là giả sao? Hãy trở về Mỹ đi. Đây không phải là nơi thích hợp của cô đâu. Nghe giọng là biết anh không phải là bóng ma thật. Nói, tại sao lại giả tên bóng ma? Cô mà thôi. Đây không phải là đất của cô đâu. Hãy trở về Mỹ đi. Ai sao anh làm việc này? Nhật Thi phải không? Không nói à? Không sợ ăn kẹo đồng hay sao? Cô không cần biết ai đã ra lệnh cho tôi làm việc này. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu lúc nãy tôi muốn khử cô thì cô đã không thoát được. Chết tiệt. Biến đi. Nếu lần sau mà còn gặp lại thì sẽ không may mắn như lần này đâu. Vậy mình nói sao với tài liệu đây? Oh!
Đỡ lên đi. À. Có sao không anh? Anh có sao không vậy? Chú có vẻ kỹ quá ha. Bản chất của một người từng là sát thủ có khác. Đó chỉ là quá khứ thôi anh ơi. Bây giờ em chỉ là thằng lính chỉ đường cho con nhỏ sát thủ thôi. Làm gì mà chú có vẻ bi quan quá vậy? Thua kêu này bậy kêu khác. Ông bà ta đã dạy như vậy rồi mà. Ông bà ta dạy vậy bởi vì ông bà ta không có hoàn cảnh giống như bây giờ. Thua keo này bài keo khác thì cũng vậy thôi. Em chỉ biết xuôi theo thời thế, không thể nào thay thế được. Vô đi. Vô. Tôi thấy cô ta không làm được gì cả. Hai lần tiếp cận thằng bóng ma không làm ăn được gì hết. Tuy là anh không có chứng kiến, nhưng kết quả như vậy là quá tệ. Nếu mà thằng bóng ma dễ bắt thì em đã bắt được lâu rồi. Em chỉ tức là vừa rồi sắp bắt được đồng bọn của nó mà vẫn để cho nó thoát được. Chú đã gặp đồng bọn của nó hả? Ừ. Sao nó thoát được? Thằng bóng ma cứu nó. Vậy chú có moi được thông tin gì không? Nơi thằng bóng ma giấu cái vali chẳng hạn. Nếu được thì còn gì để nói nữa. Đúng là tức thiệt. Vừa rồi nhờ chú nhắc, anh đã bày ra kế hoạch đón lõng thằng bóng ma. Thấy nó lọt vô trong đang mừng, ai ngờ đúng là thằng bóng ma, không dễ bắt nó chút nào. Em cũng nhắc anh điều này, nếu lần sau anh bắt thằng bóng ma thì phải nhanh lên, vì tụi công an đang vào cuộc đó. Nếu nhanh chậm chân để cho công an bắt thằng bóng ma trước đó, thì khi đó chiếc vali. Anh hiểu, chú không cần phải nhắc anh điều đó. Có chuyện này em muốn nhờ anh, không biết là anh có giúp được em không? Dạ mời ông. Quy Hoàng, chú sao vậy? Em thất bại rồi. Được rồi, chú vô đây tôi bằng bó vết thương cho. Anh Tài, anh Sơn bị băng nào đó xử, đang nằm ở trong bệnh viện. Chú nói cái gì? Anh Sơn bị băng nào đó xử, đang nằm ở trong bệnh viện. Vào đi. Dạ, ba cho gọi con. Con ngồi đi. Trinh sát của ta vừa báo cáo, dạo này bóng ma xuất hiện khá nhiều. Con có theo dõi mấy vụ này không? Dạ, con vẫn đang theo dõi. Ngoài những lần mà con nhận được tin báo và trực tiếp bắt tên bóng ma, còn những lần khác không phải là tên bóng ma thực sự mà có người khác giả mạo. Giống như là ở bãi container vừa rồi đúng không?
Dạ, đúng như vậy ba. Chỗ đó thì xuất hiện hai bóng ma. Còn vụ phá sòng bạc của ba Thăng á, là bóng ma giả, do Trung Dũng làm theo lệnh của Tài Lì. Trung Dũng đã báo cáo rõ với chúng ta rồi mà. Còn vụ đêm qua, tên bóng ma đã xuất hiện đấu với một cô gái nào đó. Dạ, bóng ma đó cũng chính là Trung Dũng đóng giả. Còn cô gái chính là ả sát thủ mà con đã báo cáo với ba rồi. Trung Dũng đã báo cho con biết, Trung Dũng đã nhận lệnh của Tài Lì đánh dần mặt cô ta. Là sao? Nếu cần thiết thì tìm cách cho cô ta bỏ sợ mà về Mỹ, hoặc khử cô ta luôn nếu cô ta chống cự. Chẳng phải giữa cô ta với băng nhóm Tài Lì có mối liên hệ sao? Tại sao Tài Lì lại cho người khử cô ta chứ? Thật ra cô ta chính là người của David. Giữa cô ta và Tài Lì không có mối quan hệ gì cả. Còn chuyện Tài Lì sai Trung Dũng khử cô ta thì con cũng chưa rõ. Trung Dũng cũng đang tìm hiểu nguyên nhân này. Vậy là giữa hai băng nhóm này có sự mâu thuẫn? Con nghĩ cũng chưa hẳn là vậy. Có lẽ chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mượn tay người này để khử người kia thôi. Nhận định của con cũng có lý. Nếu hai băng nhóm mâu thuẫn, chắc chắn sẽ có những cuộc thanh trừng rồi. Nhắc tới thanh trừng con mới nhớ, sáng nay Trung Dũng có báo cáo là có đàn em nào của Tài Lì bị băng nhóm nào đó thanh toán. Kẻ bị hại tên là Hải Sơn. Hải Sơn, cánh tay mặt của Tài Lì. Dạ đúng rồi đó ba. Không biết băng nhóm nào đã ra tay. Nè, hồi nãy con có nhắc tới hai bóng ma xuất hiện ở bãi container đúng không? Dạ. Con cứ điều tra, có gì ba sẽ cho người hỗ trợ con. Dạ, cảm ơn ba. Anh Sơn, anh Tài, chú cứ nằm đi. Khỏe chưa anh Sơn? Anh Tài vô đây làm gì cho mất công? Em tính chiều nãy xuất viện rồi. Chú đừng có chủ quan, vết thương của chú không nhẹ đâu. Bác sĩ nói cần có thời gian để theo dõi. Dạ, thật ra cũng không đến nỗi nào đâu anh. Anh Tài với anh em đừng có lo lắng quá. Em không sao đâu anh. Nhưng không được chủ quan. Khi nào lành hẳn đi rồi hãy về. Còn không cứ nằm lại đây để nghỉ ngơi. Dạ. Mà anh Sơn, anh có biết tụi nào không? Để tụi em trả thù cho anh. Đúng, anh nói đi, tụi em xử cho. Thật ra lúc tụi nó ra tay, tụi nó bịt mặt, nên anh cũng không biết. Hành động mà bịt mặt, sao giống tụi mình kêu quậy sòng bài ở Ba Thăng vậy? Chú thử đoán xem là băng nào. Dạ, thực ra ai em cũng có thể đoán được, nhưng mà không có chắc chắn lắm. Khi nào chắc chắn em sẽ nói cho anh biết. Chú nghi ngờ đi, có gì tính sao. Anh sẽ cho anh em hỗ trợ chú. Dạ, chắc không cần đâu anh. Hình như băng đó muốn khử từng người trong băng mình thì phải. Hôm qua ngoài anh Sơn ra, thằng Hoàng cũng bị đánh. Cái gì? Thằng Hoàng cũng bị đánh à? Dạ, nhưng mà vết thương của nó nhẹ hơn anh, chỉ bị bắn sượt qua tay thôi. Anh Tài, có khi nào là tụi... Ở đây, tay vết mạch rừng, có gì về nhà nói. Chú mày làm tốt lắm. Phen này thằng Hải Sơn chắc phải nằm viện vài ngày. Thằng Tài Lì chắc cũng đang lo sốt gió ở nhà. Nhưng em còn tức lắm. Hôm qua chị mới đánh được nó, chứ chưa xử nó được. Đáng lẽ tối hôm qua phải chém cho nó nằm liệt giường mới đúng.
Hãy đừng có bức xúc quá vậy. Đánh dằn mặt nó như vậy là được rồi. Thằng Tài Lì sẽ lấy đó mà làm gương, không dám làm càn. Nhiều lần thằng Sơn nó làm nhục em chứ mà anh em mấy lần, cho nên em thề sẽ chặt nó ra từng khúc. Chú mày sao nóng quá. Hôm đó anh định không cho chú mày đi khử thằng Sơn đâu, nhưng mà tao thấy chú mày kết nó quá, cho nên tao mới để cho chú mày đi. Nói thật là tao sợ mày không kềm chế được cơn nóng giận, mày quất nó lên đường thì ồn ào lắm. Em làm sao mà dám trái lệnh ba được? Anh dặn sao tụi em làm vậy? Nóng thì phải biết kìm trong người, tìm chỗ nào tươi mát để mà xả chứ anh ba. Đúng, mày nói rất đúng. Nóng phải biết để trong người. Đi tìm chỗ nào mát mát rồi mình xả ra. Hay. Chú mày hay lắm. Vô cả đi. Anh vô đi. Dạ, em chào anh Tài. Chào anh Sơn. Ừ, chào cậu. Em có mua ít nước và trái cây cho anh. Cảm ơn chú. Anh mới nghe nói là hôm qua chú cũng bị đánh à. Nghe nói đạn sượt dây, có sao không? Dạ, không sao. Vết thương cũng không nặng lắm anh. Sáng nay em có đi thay băng, sẵn tiện mua ít trái cây cho anh. Anh cũng ổn chứ hả? Ờ, anh ổn. Thôi, anh và anh em về đây. Có gì anh sẽ vào thăm chú sau. Hai chú ở lại bảo vệ anh Sơn. Dạ, em biết rồi anh Tài. Anh Tài cứ yên tâm đi, có tụi em ở đây, không sao đâu. Anh Tài, không sao đâu anh. Cứ để mấy anh em về lo việc của anh đi. Em nghĩ là tụi nó không dám quay lại đây đâu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có thể tụi nó sẽ tìm cách diệt chú để bịt đầu mối. Có vài anh em bên cạnh cũng an tâm hơn. Thôi, anh về nghe. Dạ. Em về nha anh Sơn. Cảm ơn anh Tài, cảm ơn mấy anh em. Em về đi anh Sơn. Giữ sức khỏe đi anh. Đi. Ừ. Anh Sơn, có dùng trái cây gì không? Em gọt cho. Thôi được rồi, anh em cứ ăn đi. Anh Tài, em nghĩ cái chuyện này có liên quan tới tụi Ba Thằng đó anh. Tụi nó trả thù cái vụ hôm bữa mình đập phá sông bài đó. Chưa có gì là chắc chắn cả, chỉ là suy đoán thôi. Hai thằng Bóng Ma nó trả thù vì anh em mình á, giả nó để quậy đám Ba Thằng. Không chắc đâu. Thằng Bóng Ma từ đó giờ chỉ chuyên đi cướp giật, chứ có trả thù ai bao giờ. Hay là anh Tài, hay là anh Sơn xích mích với một băng giang hồ nào đó? Không đúng. Nếu như xích mích với anh Sơn á, thì tại sao lại xử luôn thằng Hoàng? Tụi nó cùng một nhóm. Tụi bay suy đoán tùm lum quá. Thôi về nhà rồi hãy tính. Dạ. Ừ. Chuyện nhận mặt thằng Hải Sơn tạm thời coi như là xong. Chuyện kế tiếp mình cần phải làm gì hả anh ba? Tiếp tục thôi. Một là tìm cách lấn tiếp địa bàn quân Tài Lì. Hai là phỏng tay trên của nó và thằng Bóng Ma cái vali. Nếu như vậy thì mình phải tách ra từng việc để mà làm. Nếu làm cùng một lúc, em sợ nhóm mình không đủ lực đó anh ba. Muốn đủ lực thì cần phải thêm nhiều anh em. Ừ. Mà muốn kiếm thêm nhiều anh em thì phải có tiền, đúng không? Chú mày nói đúng. Phải từ từ mà làm. Trước hết là phải kiếm tiền cái đã. Và tiền thì đang nằm trong cái vali mà thằng Bóng Ma đang giữ. Chưa kể tờ giấy bí mật, biết đâu nó cũng đáng giá một đống tiền. Anh ba nói đúng là chí lý. Mời anh ba. Ừ. Thank you.
Hai thằng đó ồn ào quá, không kêu tụi nó về, nó nói lung tung nhất cả đầu. Bây giờ mới được nghỉ ngơi. Dạ, anh uống gì nói để em kêu chị bếp làm. Cái gì cũng được. Dạ. Chú kể chi tiết về chuyện vừa rồi cho anh nghe. Dạ, chuyện cũng không có gì đâu anh. Em đã chặn đường cô ta và đánh với cô ta một trận. Nhưng thật tiếc là cô ta đúng là một sát thủ máu lạnh. Nếu như em không may mắn, đạn không phải qua tay em đâu anh. Tối hôm qua là ngày gì mà xui quá. Chú bị thất bại, thằng Sơn thì bị phục kích. Đã vậy, hai vụ việc lại trùng thời điểm, làm cho anh em cứ đoán già đoán non, ảnh hưởng đến công việc. Nếu mình giải thích cũng không được, không giải thích thì sợ anh em không hiểu, cứ hoang mang. Bây giờ không biết tính sao. Dạ không có gì đâu anh. Tối hôm qua anh em cũng có hỏi thăm em, và em cũng nói là do một băng nhóm nào đó có xích mích với em hồi xưa, nên bây giờ tìm em để trả thù, chứ không liên quan gì tới nhóm mình hết. Dạ mời ông. Biết là như vậy, nhưng liệu anh em có tin không? Bây giờ tụi nó đang nghi ngờ là băng Ba Thăng đang bắt đầu khử từng thằng anh em trong băng mình. Bây giờ chắc là tụi nó đang tỏ ra lo sợ đó. Nếu không chấn chỉnh lại tinh thần thì anh em dễ hoang mang lắm. Đúng ra thì anh không nên nhận vụ khử con nhỏ đó. Nếu không thì đâu có khó xử như vậy. Ủa, mà em cũng thắc mắc chuyện đó. Cô ta đâu có liên quan gì tới nhóm tụi mình đâu, sao nhóm tụi mình lại khử cô ta chứ? Thực ra thì không phải là khử, chỉ là đánh dằn mặt cho nó sợ thôi, để cho cô ta bớt đi cái thói kiêu ngạo. Thậm chí làm cho cô ta cút về Mỹ thì càng tốt. Cô ta ở đây chỉ gây thêm rắc rối thôi. Em vẫn chưa hiểu lắm. Theo như em được biết, cô ta là một sát thủ do David ở bên Mỹ phái qua để khử tên bóng ma. Nếu cô ta ở đây thì tốt cho anh em mình chứ. Chú em suy nghĩ đơn giản quá. Vậy theo chú, không có cô ta, chúng ta không lấy được cái vali và không khử được tên bóng ma. Dạ không, ý em không phải vậy, ý em là nói cho chú biết, chuyện lớn mà để đàn bà dính vô thì hư hết việc. Anh Lâm. Em đi đâu vậy? Em lên phòng thủ trưởng để đưa tài liệu. Còn anh? Anh cũng vừa ở phòng thủ trưởng để lấy tài liệu. Nhìn anh có vẻ lạc quan hơn rồi đó. Thôi em lên gặp thủ trưởng nha. Có gì gặp anh sau. Hằng ơi. Tối nay em có rảnh không? Anh mời em qua nhà anh. Mẹ của anh sẽ làm vài món để đãi em. Dạ, em sẽ đến. Thôi em đi nha. Ông Mina đã về. Kêu Mina vô đây gặp tôi. Dạ. Chào ông chủ. Cô có biết là tôi đợi cô bao lâu không? Em xin lỗi, nhưng đối thủ lần này hơi nặng ký, em phải mất thêm thời gian.
Thưa ông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Làm gọn chứ. Mina mà đã ra tay thì người không biết, quỷ không hay. Tốt, tốt lắm. Cô quả là không làm cho tôi thất vọng. Mina này, bây giờ cô muốn tôi thưởng cho cô cái gì đây? Ông chủ muốn thưởng gì thì nhân viên nhận cái đó thôi, làm sao dám đòi hỏi chứ. Em đúng là người lúc nào cũng hiểu với anh và trung thành nhất. Đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất đây. Đây là món quà mà ông chủ tặng cho nhân viên sao? Không, đây là tình cảm của người đàn ông tặng cho người phụ nữ mà mình yêu. Có thật như vậy không? Không. Trở về Mỹ đi. Đây không phải là nơi thích hợp của cô đâu. Nếu lúc nãy tôi muốn cưỡi cô thì cô đã không thoát được. Về thật đúng lúc. Lại có chuyện gì nữa à? Thì cái chuyện thằng bóng ma ở Việt Nam, hết thằng Nhật Thiên đến có Ellie, đều không làm gì được thằng bóng ma đó. Đã vậy, hình như tụi nó làm sao? Có Ellie thì giọng lưỡi có vẻ chống đối, còn thằng Nhật Thiên á, không biết làm gì bên đó, mà chuyện gì giao cho nó cũng không làm được gì hết. Đã vậy,
mấy lần còn bị thằng bóng ma hất tay trên. Thằng Thiên tệ thì đã đành, còn con Ellie nó cũng được mà. Anh tức nó vì nó có vẻ chống đối anh, hay vì nó không chịu chiều anh? Mina nè, anh tưởng em là người hiểu anh nhất chứ. Em theo anh bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu tánh anh. Em hiểu chứ, em chỉ đùa thôi. Ai mà chẳng biết anh là người lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Có những thứ khác anh còn dứt đi, kể cả vợ của anh kia mà. Em nói có đúng không? Đúng. Em là người hiểu anh nhất mà. Vì vậy anh mới tin tưởng để giao cho em nhiệm vụ kế tiếp chứ. Sao? Vậy bây giờ anh không định cho em nghỉ ngơi hả? Nếu em còn ở Mỹ thì em sẽ không được nghỉ ngơi đâu. Các anh cũng vậy. Anh đúng là đầu óc của anh á chỉ toàn chứa sâu bọ ha. Ok, hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng, và ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Anh sẽ đặt vé máy bay cho em sớm. Bóng ma Ellie, tụi mày sẽ chết với tao. Lão tài ly nữa, đúng là đồ ăn hại. Nhờ có một chút việc mà làm cũng không xong. Chắc phải tự tay mình làm thôi. Mới nhắc là xuất hiện rồi ha. Em nghe đây anh Tài. Alo, chú Thiên hả? Chú còn giận anh chuyện tối qua phải không? Dạ đâu có đâu anh. Anh chịu giúp em á là em cảm ơn lắm rồi. Con nhỏ đó là sát thủ mà, đâu có dễ hạ gục nó đâu anh. Anh đã cho một thằng lính có nghề nhất trong băng đi làm chuyện đó, vậy mà cũng thất bại. Thậm chí nó còn bị bắn ngay tay, may mà chỉ bị thương. Nguy hiểm vậy sao anh? Cũng may là không sao, nếu không em thấy áy náy lắm. Ừ, nhưng mà anh nói thật, lúc trước chú nhờ anh làm chuyện này anh cũng ngại lắm. Đánh dần mặt thì được, khử nó thì chắc chắn David không để yên, lúc đó thêm rắc rối nữa. Chuyện đó anh đừng có lo, ngay lúc đầu em đã nói với anh rồi, chỉ đánh dằn mặt nó thôi. Nhưng mà nếu có lỡ tay quá thì cũng đừng có ngại. Tại David có rất nhiều sát thủ, không có nó thì có người khác lo mà. Như là con Mina chẳng hạn. Mina hả? Một sát thủ mới của David sao? Không phải là mới, mà là cũ, rất là cũ. Đây là một sát thủ chuyên nghiệp và lạnh lùng nhất của David. Ellie không là gì đâu. Một sát thủ còn lạnh hơn cả con Ellie sao? David đúng là ghê gớm. Tập hợp toàn sát thủ giỏi ở bên mình. Anh phải ghen tị với ông ta đó. Có gì mà ghen tị chứ anh. Bên cạnh anh cũng có nhiều người giỏi mà, như Hải Sơn chẳng hạn. Anh ta là một tay võ nghề giỏi, lại lanh lợi nữa. Hải Sơn tối hôm qua bị băng nào đó khử, may mà nó thoát được, bây giờ đang nằm viện. Anh nói sao? Hải Sơn bị khử hả? Băng nào vậy anh?
Anh cũng không biết. Đang tìm. Xui quá, trong một đêm mà mất đi hai thằng đệ giỏi nhất. Không biết đụng chuyện thì sao nữa. Đúng là xui thiệt đó anh à. Hải Sơ mà cũng bị xử. Nhưng mà vừa rồi anh cho phục kích con Ellie, có phải là anh cho người đóng giả thành bóng ma không? Ừ. Theo kế hoạch của chú, anh đã làm như vậy rồi. Có chuyện gì sao? Chuyện là nằm ở đó đó anh. Thằng bóng ma mà biết á, nó sẽ không đi yên cho anh đâu. Nhất là anh đã mất hai thằng em chủ lực như vậy. Em nghĩ là anh nên đề phòng thằng bóng ma đó. Có gì alo cho em. Em hỗ trợ cho anh. Ok, cảm ơn chú. Chào chú. Ok, bye anh. Đi taxi không chị? Chị có phải tên Mina không? Gọi chị theo tôi. Bé Hiền chắc luôn. Anh Vinh đoán đúng không nè? Bé Hiền mới đi học về đó hả? Dạ, thưa anh Vinh, em đi học mới về. Sao em hù mà anh không sợ? Chắc anh không nhát gan như anh Hữu ha. Đúng rồi, anh Hữu là người nhát gan lắm đó. Nhưng mà anh chỉ nói cho một mình bé Hiền biết thôi nha. Em đừng có nói cho anh Hữu nghe ha. Dạ, em không nói cho anh Hữu nghe đâu. Em chỉ mét thôi à. Mét hả, mét hả? Không ngờ bé Hiền lém lĩnh đến như vậy. Nhưng mà anh Vinh nói trước nghe, nếu như bé Hiền mà mét với anh Hữu á, anh Hữu mà quê lên là sẽ không đến dự sinh nhật của bé Hiền nữa. Lúc đó đừng có đổ lỗi là tại anh Vinh nghe ha. Dạ, anh Vinh mời chị Ly giùm em chưa? Thứ bảy này là sinh nhật em rồi đó. Anh đang tìm cách liên lạc với chị Ly. Bé Hiền yên tâm đi, anh sẽ mời chị Ly tới dự sinh nhật của bé Hiền. Anh hứa nha, móc quéo với em đi. Được, anh Vinh hứa. Nếu anh Vinh thực hứa, anh Vinh sẽ ăn hết bánh kem trong ngày sinh nhật của bé Hiền, chịu không? Thôi em không chịu đâu, anh hứa khôn quá. Mà thôi, em không cần anh hứa đâu. Anh chỉ mời chị Ly đến dự sinh nhật em được rồi. Được rồi, anh Vinh sẽ mời chị Ly tới giờ sinh nhật của bé Hiền. Hồi đó tới giờ anh Vinh chưa có thực hứa với bé Hiền lần nào, đúng không? Dạ, thôi em về đây. Không thôi lát mẹ em trông. Thưa anh Vinh, em giỏi. Về chào bé Hiền. À, anh nhớ mà chị Lê nha. Rồi, anh nhớ rồi. Thưa anh Vinh, em về. Lấy đồ giùm tôi. Hành lý của chị đây.
Còn đây là cái giỏ đồ có người nhờ tôi đưa cho chị. Cảm ơn anh. Không có gì. Cảm ơn. Dạ xin mời. Chào chị ạ. À, chị cho em hỏi chị có đặt phòng trước chưa vậy chị? À chưa. Dạ. Dạ bên em có 3 loại phòng: phòng đơn, phòng đôi và phòng VIP. Dạ chị lấy loại nào chị? Ok, một cái VIP nha. Dạ một phòng VIP chị ha. Ừ. Dạ chị vui lòng cho em mượn passport của chị ha. Dạ cảm ơn chị. Chị vui lòng ký tên giùm em. Dạ đây là phòng VIP của bên em nè chị. Ở lầu 9 nha chị. Đưa khách okay. lên phòng giùm chị đi. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ mời chị. Cảm ơn. Dạ mời chị. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Alo. Alo, ông chủ à. Em đã tới Việt Nam rồi.